Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2024, đồng chí Lê Quốc Phong, Quỹ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo tỉnh, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Năm qua, ban chỉ đạo tỉnh đã kiểm tra 64 đơn vị và kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót, chưa phát hiện vi phạm, đã thực hiện xong 65 kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán nhà nước, đồng thời tiếp nhận 25 đơn thư của các tổ chức cá nhân đã chỉ đạo xử lý 14 đơn và hướng dẫn trả lời 11 đơn, chuyển đến cơ quan điều tra một vụ việc có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, dân dân. Đồng chí Lê Quốc Phong, Quỹ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bí thư tỉnh quỹ, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, Tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua 2 năm thực hiện đề án thí điểm thành lập tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng Tháp hiện có hơn 500 tổ công nghệ số cộng đồng từ xã đến khóm ấp. Qua các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp nâng số lượng người dân cài đặt ứng dụng y e đồng tháp, ví điện tử, tạo tài khoản và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, dân dân. Với kết quả đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân về thành tích xuất sắc trong triển khai đề án thí điểm thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Hội khuyến học tỉnh vừa tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc và học bổng thắp sáng ước mơ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi lễ, Hội khuyến học tỉnh trao 60 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc từ 3 đến 10 triệu đồng trên một suất, trích từ nguồn quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc và 42 suất học bổng thắp sáng ước mơ 5 triệu đồng trên một suất do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết đồng tháp tài trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị các suất học bổng là 624 triệu đồng. Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Nông sản Quyện Lai Dung năm 2024, Ủy ban Nhân dân Quyện Lai Dung phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm, nông nghiệp và niềm tin. Tọa đàm hôm nay là dịp để bốn bên, nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp cùng nhau đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất liên kết tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp của quyện trao đổi về tiềm năng và cơ hội về chế biến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dân dân. Dịp này, các đơn vị cung ứng và tiêu thụ, đơn vị lữ hành đã ký kết hợp tác, liên kết tiêu thụ với hợp tác xã, nhà vườn, điểm tham quan vườn quýt, với sự chứng kiến của đại diện các lãnh đạo tỉnh và quyện La Dung. Nhân kỷ niệm ngày Cộng hòa Ấn Độ 26 tháng 1 năm 1950, 26 tháng 1 năm 2024, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, có thư chúc mừng ông Madame Mohan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và tập thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cùng Tổng lãnh sự quán tiếp tục phối hợp với tỉnh Đồng Tháp, tăng cường hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam, Ấn Độ cũng như làm cầu nối giao thương gắn kết doanh nghiệp hai nước để tăng thêm sự gắn kết, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển bền vững. Sáng nay, Thượng tá Cao Xuân Dũng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thảo ở xã Bình Thành, huyện Cao Lãnh nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thình năm 2024. Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2024, Kiên Long Bank chi nhánh Đồng Tháp phối hợp với Quỹ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cô Lãnh tổ chức chương trình trao quà Tết, san sẻ yêu thương, thêm hương ngày Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cô Lãnh. Chương trình đã trao 100 phần quà, tổng giá trị các phần quà là 50 triệu đồng. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ ban nhân dân quận thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quỹ ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn có liên quan thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 2 năm 2024 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 3 tháng 2 năm 2024.